Thưa quý vị, thuế Hà Nội cho biết thời điểm từ giữa năm 2020 đến đầu năm 2021, thu thuế từ hoạt động thương mại online tăng 492% so với năm 2019. Điều đó cho thấy những trở ngại từ đại dịch COVID-19 đã mở ra cơ hội lớn cho ngành thương mại điện tử Việt Nam. Từ những hiệu quả mang lại cho đơn vị kinh doanh, các hình thức bán hàng trực tuyến đang được đông đảo người bán hàng quan tâm. Để hiểu rõ hơn về làn sóng biến chuyển từ tiêu dùng offline sang online, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Việt Nam là nước có nền kinh tế kỹ thuật số phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á và thị trường thương mại điện tử là biểu tượng của sự phát triển dựa trên nền tảng công nghệ đó. Ngay cả trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra vào năm ngoái, thị trường thương mại điện tử của Việt Nam đã đạt được 15 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận. Thấy được tiềm năng và thế mạnh của dịch vụ thương mại online, PayJab, công ty về nền tảng thương mại trực tuyến, mở chi nhánh đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 năm 2020. PayJab mang đến một giải pháp thương mại toàn diện để giải quyết những khó khăn người bán hàng. Những người bán hàng đa dạng sản phẩm trên nhiều kênh khác nhau như Facebook, Shopee, Instagram, cùng nhau trò chuyện với đại diện đến từ PayJab. Xin chào, PayJab Hồ Chí Minh đại biểu Suya Park입니다. PayJab là... Xin chào, tôi tên là Siêu Park, hiện tại là đại diện của công ty PayUp tại thành phố Hồ Chí Minh. PayUp là công ty công nghệ Hàn Quốc chuyên về nền tảng thương mại điện tử, được đồng sáng lập gồm 3 thành viên chủ chốt từ các lĩnh vực khác nhau. PayUp đã được gọi vốn thành công từ công ty Spiring Camp vào tháng 6. Chỉ 2 tháng sau đó, công ty chúng tôi đã đạt giải nhất tại cuộc thi khởi động Chunju với các sản phẩm trực tuyến trên Facebook Messenger dựa trên chatbot. PayUp mong muốn trả lại môi trường mà tất cả các cá nhân có thể tạo cửa hàng trực tuyến, kinh doanh mọi lúc, mọi nơi. Dịch vụ đầu tiên của chúng tôi dành cho người bán hàng trên Facebook và hiện tại, PayUp cung cấp giải pháp thương mại toàn diện mà tất cả mọi người đều có thể tạo ra cửa hàng trực tuyến mini và trang chủ của mình chỉ với số điện thoại. Bất kỳ ai cũng có thể mở cửa hàng online một cách nhanh chóng và dễ dàng thông qua Lenmon. Người bán trên Facebook sử dụng dịch vụ của cửa hàng thông minh của Lenmon để khách hàng dễ dàng mua sắm và theo dõi tình trạng vận chuyển trực tiếp trên Messenger. Người bán không sử dụng Facebook sẽ sử dụng Lenmon để tạo cửa hàng online mini của mình trong vài bước click chuột. Bạn có thể đăng tải, bán sản phẩm trực tiếp qua link hoặc bạn hiển thị link từ các nền tảng khác trên liên kết của mình với mục đích marketing. Hãy thử lắng nghe câu chuyện của những người bán đang sử dụng Lenmon. Oven Cookie đang bán quần áo thể thao dành cho nữ. Khi đó, Luminous đang kinh doanh đồ ngủ cho các cặp đôi. Đó là công việc có quá nhiều kênh bán hàng và đều là các kênh độc lập. Chính vì vậy, có nhiều hạn chế về mặt nhân lực cũng như chi phí vận hành một thương hiệu. Cụ thể hơn, khi tôi bán hàng hóa thông qua ứng dụng mạng xã hội Facebook hoặc Instagram, có một số tiện ích là phải trả trực tiếp cho từng cá nhân về sản phẩm, thông tin, kích thước, giá cả và thông tin vận chuyển cho người mua. Ưu tiên dịch vụ này là có thể quản lý nhiều kênh bán hàng khác nhau bằng một liên kết duy nhất, đồng thời cho phép khách hàng kiểm tra và mua hàng trên Facebook 24/7. Do đó, tôi bắt đầu sử dụng liền mail. Trước đây, tôi cần tiếp thị cho từng kênh, nhưng hiện tại, tôi chỉ cần tiếp thị cho một liên kết của liên mail là có thể tối ưu hóa việc truy cập cho các kênh khác. Như vậy, tôi có thể giảm chi phí vận hành và tận dụng nguồn lực của mình hiệu quả hơn. Và phát triển cái brand của mình thì mình có tìm hiểu đến dịch vụ của Linmo. Và một cái điều mà Như rất là thích ở Linmo là tại vì Linmo rất là dễ dàng đăng ký và sử dụng. Và rất là rõ ràng, rất là hiệu quả và lại còn miễn phí nữa. Trong thời gian tới thì Như sẽ tiếp tục chia sẻ các dịch vụ của Linmo cho các doanh nghiệp và các đối tượng khách hàng của Như để mọi người cũng có thể phát triển doanh nghiệp của mình. Lenmon hiện nay có hai tính năng chính. Thứ nhất là hỗ trợ thiết lập cửa hàng thông minh online trên Facebook. Trước đây, khách hàng dành nhiều thời gian trò chuyện với người bán nhằm kiểm tra chi tiết sản phẩm, giá cả, số lượng và vận chuyển. Quá trình này mất nhiều thời gian và công đoạn. Tuy nhiên, với những tính năng sẵn có trên cửa hàng thông minh của Lenmon, giờ đây khách hàng có thể xem chi tiết và mua sản phẩm chỉ với vài thao tác. Trong trường hợp người bán không có tài khoản fanpage trên Facebook, bạn có thể trải nghiệm dịch vụ liên kết thông minh của Lenmon. Dịch vụ Lenmon Link là một giải pháp thương mại toàn diện được sử dụng không chỉ để bán sản phẩm, mà còn có thể sử dụng như một trang blog cá nhân hay một nền tảng chia sẻ dành cho influencer. Người bán có thể tập hợp đa dạng các link từ Facebook, YouTube, Instagram, Lazada. Tất cả được hiển thị trong một link của Lenmon. Đội ngũ team PayJab đang tiến hành nhiều thử nghiệm để xây dựng thị trường thương mại tốt hơn, đồng thời hiểu rõ hơn về người tiêu dùng. Ở thời điểm hiện tại, đội ngũ phát triển sản phẩm đang làm việc tại Hàn Quốc. Trong khi đó, phòng kế hoạch và kinh doanh có chi nhánh văn phòng tại Việt Nam.
Có thể thấy sự đa dạng văn hóa, bình đẳng giới tại môi trường làm việc là một điểm văn hóa độc đáo của công ty PayJab. PayJab dự định ra mắt một dịch vụ thị trường mở khác biệt hoàn toàn với những nền tảng mua sắm đang có mặt tại thị trường Việt Nam vào quý 4 năm 2021. Chỉ cần bạn đăng ký sản phẩm trên nền Mon một lần, thông tin sẽ tự động đăng tải trên các kênh bán hàng khác. Không chỉ Facebook, Messenger và cửa hàng online của bạn mà sản phẩm cũng sẽ xuất hiện trên thị trường mở của nền Mon.